Đó, tôi là chị đó, bà là... Ra con là gu của cô Tiên. Đấy, kiểu đàn ông vậy đấy. Đàn ông mà nó mạnh mẽ, mong trần vậy đó cô. Đàn ông gì? Trời, con nghe nhạc khó vậy con. Con khó không? 1 tuổi mà con. Rồi sau rồi con 31 tuổi con nghe nhạc ai con? Gu thẩm mỹ, gu về gu âm nhạc rất tốt. Cô bây giờ cô không cần hỏi hai người này nữa, cô cho con một vé vàng luôn rồi. Cô thì bởi vì cô không cần hỏi chứ cô tự cô yêu mến cô được, cô được quyền yêu mến con chứ. Rồi mời hai anh chị. Ăn gì không? Dạ con nói là tại hát nhiều quá xong hát xong cơm bay theo luôn. Là có nghĩa là hát nhiều quá bị đẹp đó hả? Dạ. Đây mới là câu trả lời mà tôi cần này cô Hương ạ. À, thích là một chuyện. Vậy để cho cháu nó đỡ bị run mà cứ. Quan trọng là con muốn làm cái nào trước, tại con nhảy xong rồi hụt hơi con hát không được làm sao. Bây giờ con muốn hát hay là nhảy trước? Dạ hát trước. Đừng nghe lời của Hương xuống dạy con ơi, thấy chưa? Thế chứ là hại con rồi. Thôi rồi con hát chưa đi. Tại vì con đàn ông cho nên đâm ra con không đi. Tại vì con mặc bộ đồ kem chú quá. Cái là chú.